hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm. Tình yêu một thoáng lên ngôi. Người từ trăm năm. Đoạn văn bài Toại Khách. Cái tuổi 40 thiệt khó nói là già hay trẻ. So với tuổi 80 thì đó là nửa đường. Nhưng với tuổi 70 thì đã quá nửa. Vậy rồi cứ nghe xe mình một tí là nghĩ ngợi lung tung. Thời nay ngoài mấy kiểu chết bất trắc, còn có chuyện dư đường dư mỡ, không kể bệnh nan y. Chỉ cần vài năm không chịu thử máu là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi tài trắng vô sản còn ngại chết đến vậy. Thử hỏi mấy người thứ gì cũng có thì còn thảm đến mức nào. Vua Tàu rồi vua Ai Cập, vị nào cũng muốn được trường sinh. Không được trường sinh ở cõi này thì cũng mong được bất tử ở cõi khác. Họ dùng đủ cách, từ linh đơn thần dược lúc sống đến việc xây dựng lăng mộ úp xác với nhựa thông, rồi thắp mấy ngọn đèn trường minh bằng dầu cá. Nhiều kẻ nhà giàu thời nay vẫn đêm ngày bòn của thành núi, rồi hy vọng được các nhà khoa học dùng cách nào đó giúp mình sống thêm. Với mấy bà thì sống dai chưa đủ, phải trẻ đẹp thiệt lâu mới chịu. Dù đường dài phải nhờ dao kéo tùng xẻo liên miên để giằng co với con tạp. Mấy hôm nay tôi ngẫu nhiên đọc mấy bài báo thiệt lạ. Các tỷ phú Việt Nam trong nước gần đây đã biết học theo người Tàu, dùng các loại thần dược gì đó, từ thai nhi, ngâm rượu, đến những động vật khó ngờ nhất, hoặc mua gỗ đàn hương, ngọc am về làm giường nằm, ghế ngồi để ngày đêm ngửi lấy mùi hương của chúng như một kiểu linh khí giúp sống lâu. Thế đã hết đâu, họ còn kín đáo chuẩn bị hậu sự cho mình sau này bằng cách cho người xây lăng mộ với cả kỹ thuật cổ truyền lẫn hiện đại, để xác họ mai sau được trường tại tề thiên. Hồn đi xa mà xác vẫn còn đó thiên thu, như một cách nấn ná với đời thì cũng đỡ tuổi. Người da trắng ngoài này thì văn minh hơn. Ngoài chuyện tới lui bác sĩ theo định kỳ, ăn uống theo công thức, còn trù bị cho mấy kiểu hậu sự rất hiện đại, cho đông lạnh thi hài để mai kia được hồi sinh. Hoặc cao siêu hơn một chút là dặn thân nhân lấy tro hỏa táng của mình gửi vào vũ trụ. Một công ty Mỹ ở Houston cho biết giá cả mỗi vụ gửi tro như vậy tốn đến hàng ngàn chục mỹ kim. Đại khái, tùy theo trình độ văn hóa, sở thích cùng khả năng tiền bạc mà mỗi người có một cách sợ chết và ham sống khác nhau. Mới đây, danh ca Michael Jackson đã tìm đến bác sĩ Gunther von Hagens lừng danh thế giới để mong được trường xuân bằng một đề nghị thật độc đáo. Ông bác sĩ muốn thay gì trong người chàng cũng được, nhựa dẻo hay kim loại đều ok, miễn là thay thể được mấy món phù du trong hình hài giả tạm này để 10 năm sau chàng còn có thể tiếp tục tung tăng nơi miền dương thế. Chẳng hiểu sao tôi cứ ngờ rằng mấy nhà cầm quyền độc tài trên thế giới thường có những tham muốn quái gở. Chỉ vì sau khi có quyền lực và tiền bạc trong tay thì bắt đầu sợ chết hơn. Có điều là vốn sống tâm linh nghèo quá, họ chỉ có một hai cách sợ chết, vừa trẻ con vừa lố bịch. Không biết phải làm sao trước cái chết đang lù lù đến gần từng bữa. Họ điên cuồng với ước mơ trường thọ, hoặc dốc hết mọi thứ cho con cháu như một cách đầu tư cho cái tôi gián tiếp của mình. Mình có đi thì một phần máu me của mình vẫn còn gửi lại trần gian này. Thế là con họ bằng trời, dân tha hồ khổ.
Nếu họ nói là vậy chỉ vì thương con thì rõ ràng họ đã quên hay không biết câu nói này của Thiệu Khang Tiết, người Tào đời Tống: Nhi tôn tự hữu nhi tôn phúc, mặc giữ nhi tôn tác mã ngư. Con cháu có phúc họa riêng của họ, đừng vì con cháu mà làm thân trâu ngựa bất kể thiên hạ. Tôi để ý thấy rằng nếu không có được một lòng lành bẩm sinh thì người ta phải nhờ đến cái văn hóa mà mình hấp thụ để sống đàng hoàng, ước mơ đàng hoàng và có sợ chết cũng một cách đàng hoàng. Văn hóa Tây Phương bao gồm cả tâm thức tôn giáo lẫn chính trị, cộng sản chẳng hạn, thường có vẻ bất lực trong việc xây dựng một nhân sinh quan lành mạnh. Xin gẫm lại mà xem, thường chỉ có mấy kẻ quái gở nông nổi mới khoái chuyện tẩm ướp cái xác thối của mình để làm ma xó trong mấy lăng mộ mà thôi. Nhân loại ai chẳng ham sống sợ chết, ham sướng sợ khổ, nhưng một khi không có được vốn liếng tâm linh căn bản, người ta rất dễ thành ra quái vật với những suy nghĩ ích kỷ và tàn bạo khó ngờ. Nói lung tung nãy giờ, nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn còn lơ lửng đó: làm sao có thể bất tử? Chuyện đó có thực không? Xin thưa ngài, có đến 1001 cách để khiến mình trường sinh bất tử, thọ ngang nhật nguyệt. Có điều là tùy theo căn cơ của bản thân mà mỗi người có được bất tử hay không, và bất tử theo kiểu nào. Nói theo kinh Phật, cứ sống với phiền não thì cũng là một cách sống hoài trong ba cõi. Trở thành thánh nhân chấm dứt luân hồi cũng là một con đường bất tử. Lưu phương thiên cổ như hiền thánh xưa nay cũng là một kiểu bất tử. Hay để tiếng xấu muôn đời như mấy tay bạo chúa cũng là một kiểu bất tử khác. Úp xác hay xây đền, dựng bia cũng là một kiểu nấn ná nhân gian. Để lại con đàn cháu đống để nối dõi tông đường cũng là một kiểu nấn ná. Để lại cho đời sau những công trình hữu ích cũng là một kiểu nấn ná, vân vân. Nhưng mấy chuyện đó cao siêu quá. Mới đây có một bản tin văn nghệ làm tôi suy nghĩ hoài. Nữ diễn viên Natasha Richardson, người Anh, vừa qua đời trong lúc học trượt tuyết tại Canada ngày 17 tháng 3 vừa qua. Cô đi đã mấy hôm rồi mà thiên hạ vẫn chưa hết bàng hoàng. Cô chết trẻ mới có 45 tuổi và ra đi ngay giữa lúc có trong tay tất cả những thứ tốt đẹp nhất: nhan sắc, tiếng tăm, tiền bạc, tình yêu, con cái. Cô xuất thân từ một gia đình xuất sắc. Mẹ cô từng đoạt giải Oscar. Chồng cô hiện là một đạo diễn tiếng tăm, và cô có hai cậu con trai đẹp như thiên thần. Tôi là thầy tu nên quan tâm đến một thứ khác. Cô diễn viên đã để lại di nguyện là hiến nội tạng cho bất cứ ai cần đến. Và lập tức tâm nguyện đó của cô đã được thực hiện. Một cô bé 7 tuổi tên Morgan McCracken, đang thập tử nhất sinh, đã được cứu sống bằng phần cơ thể hiến tặng của Natasha Richardson. Cô diễn viên đã vĩnh viễn ra đi, nhưng cô hiện vẫn tồn tại qua một hình hài khác trên người cô bé 7 tuổi kia và trong tim mọi người. Đề cạc thì phải. Từng bảo, tôi suy tư tức là tôi tồn tại. Tôi ở đây lại muốn nói câu khác. Tôi được nhớ đến cũng là tôi đang tồn tại. Lão Trang đã là người 2000 năm trước, nay ta vẫn có thể nhìn thấy họ sừng sững trong từng trang Nam Hoa hay Đạo Đức Kinh. Ai đọc Tứ Thư Ngũ Kinh mà lại không thấy thầy Khổng đang ngồi trước mặt, dù ông cứ một mực cho rằng mình chỉ thuật nhi bất tác. Chùa Từ Ân, tháp Đại Nhãn bên Tàu có thể sụp đổ hư hao, nhưng dầu đến muôn sao ai người nghiên cứu kinh Phật chữ Hán lại có thể quên được ngài Huyền Trang. Thay vì cảm thấy an lòng hay thích thú với những kiểu chuẩn bị hậu sự thuần túy vật chất, sao ta lại không thử làm quen với một kiểu hạnh phúc khác lâu bền và hữu ích hơn? Chẳng hạn
để lại cho người sau một đóng góp nào đó vào thời gian bất tử của mình sẽ tùy thuộc vào giá trị của thứ mình để lại. Trộm nghĩ trong lòng, mấy người mù trên thế giới hôm nay khó có một thần tượng nào vĩ đại hơn Louis Braille và Jacques Barbier, những người đã tạo ra loại chữ Braille có thể đọc bằng tay. Hãy học cách hạnh phúc của niềm vui mình tạo ra cho kẻ khác. Nó càng được nhân rộng, sự hiện hữu của ta trên đời này càng rõ ràng hơn. Từ đó, trăm năm không phải là giới hạn sau cùng cho sự hiện hữu của một con người. Chuyện đời nhiều khi cũng huyền nhiệm lắm thay.